Cái này bình rôn nè. Đây là dân ông tính Bình Định là Bình Nghiễn Thị Hạnh. Đây là dân Thị Hạnh. Ở thôn Mai Gia xã Nhân Hải, có với nhau tên Bình Định. Chứ kiện 5 năm đầu. Ông nhớ Phúc Trạng. Đi thư. Ông nhớ Sông Phúc. Thủ tướng Chính phủ, bà nhớ Thị Trưng Mơ. Yeah,